Hờ cù già, cù già nằm đấy hả? Thích nằm thế này hả? Chào Hana. Ừ, chào Hana. Thơ à, tin buồn là cu gia sau đợt làm khu ở mới thì cu gia này bị sảy, có lẽ là do tiếng ồn xì chép. Này nó nhảy phát ghi quá. Đấy, mấy cái bọn chó huấn luyện đây, cái tường này nó là Ăn thua gì? Không phải, nếu mà như thế này thì là ấy rồi. Có vào chơi với chó không? Hợp lý. Cái chỗ này là để chúng nó đi vệ sinh cho nó ấy. À, quần cứ vài bữa thì chết hết cả cỏ rồi. không thoải mái, có mà lại để chết hết thì thôi. Hana, bây giờ Hana nằm ở đây nhá nhá. Ok, cu ra sang bên kia, hai chị em đổi chỗ cho nhau, lại khổ, đứa nào cũng thích ở phòng mới. Nào cu ra, ra đây cu ra, vào đây chỗ cu ra đâu, vào trong, vào trong, vào trong, thích thích ra thì ra, thích vào thì vào hả? Hả, thôi vào trong để anh dọn tí đi, đi vào đây cu ra, vào nào, khẩn trương đi vào, vào trong. Cú dài. Này, thế là cái lần này